Xin chào, bạn tên là gì? Tôi tên là Yên Ji. Bạn tên là gì? Tôi tên là Soyeon. Bạn học lớp mấy? Tôi học năm Y J. Bạn học lớp mấy? Tôi học lớp năm Y J. Bạn thích ăn trái gì? Tôi thích ăn trái xoài. Bạn thích ăn trái gì? Tôi thích ăn trái chuối. Bạn thích học gì? Tôi thích học vẽ. Bạn thích học gì? Tôi thích học vẽ và bơi. Bạn từ đâu đến? Tôi đến từ nước Hàn Quốc. Bạn từ đâu đến? Tôi đến từ Hàn Quốc. Bye.